Chào mọi người, mình là Haru, rất vui là được gặp lại mọi người trong chương trình ngày hôm nay. Mọi người ơi, hãy nhớ ủng hộ cho kênh của Haru nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Big Mom, nữ chúa hải tặc thích ăn kẹo. Charlotte Ling Ling hay Big Mom là thuyền trưởng của băng hải tặc Big Mom và là thành viên nữ duy nhất của Tứ Hoàng. Bà ta là nữ lãnh đạo của gia đình Charlotte. Bà ta cũng thống trị cả Tottoland cùng với gia đình Winsmoke. Bà ta cùng với các thuyền viên là nhân vật trung tâm của ác Tottoland. Thông tin cá nhân. Tên tiếng Nhật. Thôi khúc này bỏ đi nha, Haru không biết đọc. Tên Latin Saroto Ring Ring. Thôi tên nghe dễ thương ghê luôn á. Tên tiếng Anh Charlotte Ling Ling. Xuất hiện đầu tiên ở tập 651, tập 571. Tổ chức băng hải tặc Big Mom, Tứ Hoàng, gia đình Charlotte, nghề nghiệp hải tặc, thuyền trưởng, nữ hoàng của Toto, biệt danh Big Mom. Sinh nhật 15 tháng 2. Trái ác quỷ, tên tiếng Nhật là Soru Soru Nomi. Tên tiếng Anh là Sosorut, có ý nghĩa là So linh hồn. Hệ Paramexia, tiền tri nã. Thôi tiền nhiều quá, đợi chút để Haru đếm đã. 1, 2, 3, 4, 6. Rồi, 4 tỷ 388 triệu Belly. Quá là nhiều luôn. Big Mom thích ăn kẹo hơn bất cứ thứ gì khác. Là một người cực kỳ thô lỗ, Big Mom khét tiếng với chiến tích phá hủy hàng loạt. Có nghĩa là không thích là chỉ đập hết. Big Mom có ước muốn là thành lập một quốc gia mà tất cả các loài chung sống hạnh phúc với nhau. Trời, Big Mom có một ước muốn giống như là thiên hoa hậu vậy đó. Cả thế giới, hòa bình cho thế giới. Giống như các nhân vật khác, Big Mom có kiểu cười đặc trưng, đó chính là Ma. Ủa này giống con dê ghê luôn á. Tuy vậy, bà vẫn có một kiểu cười bình thường, đó chính là là một trong những tứ hoàng, Big Mom là một trong bốn hải tặc mạnh nhất thế giới. Ngũ Lão Tinh đã đề cập đến Big Mom như là một trong số ít những người có thể ngăn chặn được râu đen. Chính nhóm Mũ Rơm cũng công nhận rằng bà ta có thể dễ dàng đè bạp họ một cách nhanh chóng nếu họ chiến đấu một cách thiếu thận trọng và liều lĩnh. Với năng lực của trái ác quỷ, Big Mom có thể lấy đi tuổi thọ của nạn nhân, và nếu lượng tuổi thọ bị lấy đi quá nhiều, nạn nhân sẽ bị chết. Big Mom có thể dùng những linh hồn mà bà ta lấy được để cho những sinh vật vô tri để mang lại sự sống cho chúng, cũng như có thể cho động vật linh hồn để chúng có thể có được những năng lực như con người. Điểm yếu của nó, người sở hữu năng lực trái ác quỷ này sẽ không thể rút cạn tuổi thọ hay linh hồn của nạn nhân nếu họ không sợ, ví dụ như là Jinbei. Tóm lại, gặp Big Mom thì cứ gồng lên, không sợ hãi, chết cũng không được sợ. Hãy dùng cái mặt giả trân để che giấu sự sợ hãi, thân ái và quý thắng. Vậy là chương trình Haru đến đây là hết rồi. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình lần sau.